vâng lại xin chào tất cả anh em đã quay trở lại kênh chuyên súng ná cao su dành cho tất cả anh em đi chơi trò chơi dân gian Đấy, quay lại về tuổi thơ đây là những cái mẫu lá cao su đẹp chất lượng thép đắt có rẻ có để dành cho tất cả anh em nào có nhu cầu cần để mua để chơi à, cách thức trước khi mua bán thì shop cũng nói luôn về cách thức mua và bán để cho anh em có nhu cầu mua đấy thuận tiện mua bán thứ nhất là anh em mua gọi điện trực tiếp anh em cứ gọi điện thoải mái nhé đừng ngần ngại gì cả gọi điện tẹt 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 buổi sáng này bên shop là 8 giờ làm việc này làm việc cho đến lúc trưa 12 giờ ăn cơm này tối ăn cơm này làm việc đến 10 giờ tối này trong cái lúc buổi sáng mà shop ngủ dậy muộn thì anh em mà gọi điện không được thì anh em có thể nhắn tin địa chỉ đấy và trong cái giờ thời gian hành chính thì anh em có thể là gọi điện trực tiếp để đặt hàng Đấy có phương án như vậy các bác nhé Một là nhắn tin địa chỉ Hai là gọi điện Hàng lúc nào mình cũng bán không bao giờ hết hàng Đấy còn video thì còn bán hàng Không còn video tức có nghĩa là không bán hàng nữa Anh em nhé Địa chỉ của shop ấy thì ở Nhã Nam Tân Yên Bắc Giang Các bác anh em Nào gần nhà thì qua nhà mình mua Anh em xa thì mình gửi bưu điện Anh em phía Nam Thì 5 đến 6 ngày nhận hàng Anh em phía Bắc thì 3 đến 4 ngày 2 ngày tùy gần hay là xa các bác nhé đấy còn đây là những cái mẫu lá để dành cho tất cả anh em đam mê chơi mình ship COD đi các tỉnh từ Bắc vào đến Nam ngõ ngách nào cũng ship nhá. nên các bác không cần phải hỏi có ship được hay không tất cả anh em nhà mình đều là người Việt Nam hết nên là ở đâu cũng gửi được ở đây thì bên mình có mẫu các mẫu lá như sau và mình được đánh theo số thứ tự nên là các bác mua lá thì các bác nhớ đọc cái số này lên ví dụ như chiếc lá này là mình đánh theo số 70 giá là 130.000 đồng thì các bác mua thì nhắn là tôi muốn mua lá số 70 nhắn luôn địa chỉ nếu mà gọi mà thấy thuê bao thì các bác nhắn địa chỉ khi nào mình đồng ý nhận được địa chỉ của các bác mình sẽ ok lại anh em nhớ nhé phía Nam 5 đến 6 đến 7 ngày nhận hàng anh em phía Bắc thì 2 đến 3 đến 4 ngày Nói chung là nhanh hay chậm là tùy bưu điện Đấy, anh em lưu ý nhé 170.000 đồng à, Mã số 70 170.000 đồng đấy 130k nhỉ Xin lỗi các bác hơi bị rối về phần phần quảng cáo nhé mã số 70 là 130.000 đồng bao cước vận chuyển miễn phí cho tất cả các bác và được tặng kèm cho các bác là hai bộ dây đấy hai bộ dây nhé và anh em nào mua thêm dây thì mua dây xịn nhất bên mình đang bán là 12.000 đồng dây rẻ thì là 10.000 đồng đấy các bác lưu ý nhé mã số 70 130.000 đồng bao cước và được tặng kèm hai bộ dây chúng ta siết con ốc này ra chúng ta kẹp vào là xong rất dễ sử dụng thôi rồi đến một tiếp theo nữa cái mẫu lá nữa lá này on hit hoa văn đấy nó hoa văn rất nhiều nhá nhưng nó bọc thêm cái da này vào thì chúng ta không thể nhìn thấy hoa văn được hoa văn bình thường của nó nó như thế này này đấy các bác nhé cái này thì mã số 11 là 170.000 đồng còn nó bọc thêm cái hoa văn da này vào nữa thì thêm 30.000 nữa thành 200.000 đồng. Đấy mã số 11 nhé. 107 được bao cước tặng kèm hai bộ dây. Đấy nó giống hệt như thế. Đây cái này thì nó bọc. Thì là mã số 86. Mã số 86 là 200.000 đồng. Bao cước được tặng kèm hai bộ dây. Đấy các bác nhìn đẹp không? Dây gài rất nhiều bác không biết thì chúng ta gặp đôi cái dây này lại. Gặp đôi cái dây này lại. chúng ta gài vào khe này. Đấy, chúng ta gài hẳn vào cái khe này. Gài tụt nó xuống dưới như thế này. Và chúng ta đút một cái que tăm quế vào đây. Que tăm xỉa răng nhé, hoặc chúng ta vót một que tre chúng ta đút nó vào. Đấy, và chúng ta khi kéo ấy, thì nó sẽ gập vào như thế này. Hoặc là chúng ta buộc bên ngoài này cũng được. Đấy, buộc cái dây thun bên ngoài này cũng được. Đấy, vì bên này nó có cái gờ như này để cho chúng ta buộc dây. Có hai phương án là như vậy các bác nhé. Mã số 86 là 200.000 đồng. Bao cước vận chuyển miễn phí. Và đặc biệt là anh em nhận hàng này có quyền kiểm tra hàng trước khi thanh toán tiền anh em có quyền kiểm tra nhé để tránh bị lừa đảo hoặc là nhận nhầm hàng chẳng hạn đấy rồi đến tiếp theo một lá nữa bằng thép nữa mã số 44 mã số 44 là giá là 170.000 đồng đấy cái loại này rẻ tiền 170.000 đồng bao cước vận chuyển miễn phí cho anh anh em luôn đấy. đến một tiếp theo nữa đây là toàn cái loại mà không có thước ngắm đâu Dành cho cao thủ anh em nhé Mã số 53 Mã số 53 Giá là 210.000 đồng Đấy vẫn là dây gài khe hoặc là buộc bên ngoài 210.000 đồng Đây chất liệu này thép 304 Chúng ta có lém nó cũng không hỏng Đập nó cũng không hỏng các bác nhé Siêu cứng Siêu cứng rồi Nói về thép thì là siêu cứng rồi Đấy Bao cước vận chuyển Cực kỳ là đẹp luôn bao ship vận chuyển miễn phí 210.000 đồng tặng kèm hai bộ dây rồi đến một mẫu nữa mã số 49 cũng là thép 3 là tư cái loại này thì nó làm rỗng ở giữa đấy là nó khoét đây chạy CMC rất là đẹp chạy CMC hoa văn rất là đẹp luôn đấy một là gài giữa hai nè đấy chúng ta gập đôi cái dây chúng ta gài nó vào đấy và chúng ta xiên một cái que tăm quế vào đây thì không bao giờ nó tuột ra được chúng ta kéo nó không tuột mà rất là chắc nhà thiết kế người ta đã thiết kế rồi thì chắc chắn là các bác dùng không phải suy nghĩ <laughs> đấy quảng cáo chỉ là quảng cáo thôi các bác nhé đấy anh em sử dụng thì chơi rồi ai cũng biết thôi rất dễ mã số 49 là 220.000 đồng mã số 49 nhé anh em mua thì nhắn tin địa chỉ tôi muốn mua mã số 49 đấy, bất kỳ số điện thoại nào anh em chỉ nhắn một số thôi nhé chứ đừng nhắn cả bốn số thì bên em lên đơn thì nhiều quá <laughs> mã số 49 220.000 đồng bao cước vận chuyển miễn phí tặng kèm hai bộ dây phí là cái phí này thì nói anh em này phí là phí đồng kiểm này phí đóng hàng phí gửi này rất nhiều các loại phí rất là vất vả đấy khi anh em mua ủng hộ shop bị thì anh em mua chọn lấy một mẫu nhất định nhá nhiều ba cứ vừa mua được tí lại đổi cứ đổi lên đổi xuống khổ anh em thích mua cái này thích chơi về dòng này thì anh em có thể một tháng chúng ta mua một cái nó không nhiều tiền cả đâu Đấy anh em đi làm rồi không nhiều tiền có thể một tháng chúng ta mua hai cái đúng không Có bác siêu tầm ý. nhiều Rất nhiều anh em chơi ná này người ta siêu tầm trong nhà cả hàng chục cái luôn Mã số 52 là 230 Cái này này y lốc hai mắt này bằng đồng Đấy nó bằng y lốc thì siêu bền siêu cứng rồi Đấy 230.000 đồng mã số 52 Khi anh em nhận nhé, nó còn bóng hơn thế này nhiều đây là những cái mẫu mình lấy ra quảng cáo Thì theo 5 tháng quảng cáo thì nó sẽ bị hết bóng Vì tay mình nó sờ vào còn gì còn độ bóng nữa đâu đúng không Đấy khi nâu đi nó bóng tứng như này Đấy anh em nhìn không Bóng tứng luôn Đấy nó không bị xước sát này đâu Khi đóng hộp nó rất là đẹp luôn Khi anh em nhận hàng nó bóng xoay gương được Đây do mình là đây là những cái mẫu quảng cáo đây đấy, tất cả đấy là những cái mẫu quảng cáo của mình thì mình để ở đây còn những cái hàng đóng gói này anh em mình là mình để bên ngoài Đấy, khi anh em mua đọc rõ cái số lên Tránh bị nhầm lẫn anh em đọc cái số này lên Mã số 52 là 230 Được tặng kèm hai bộ dây và bao cước Rồi đến tiếp theo mã số 51 210.000 đồng Đây là thép 304 Đây là những mẫu thép nhé Anh em bắn không bao giờ bị gãy Hoặc là bị rơi bị gãy Méo mó gì cả đâu Nó là thép rồi Anh em nhận hàng cầm thì sướng cái tay luôn Đúng là tiền nào của đấy Đấy cái công nó chạy CMC nữa Không biết là bao nhiêu tiền rồi Công đóng hàng, công vận chuyển, công gửi rất nhiều thứ công để đến tay anh em Đấy Thì anh em mua thì chốt cho mình một con số nhất định nhé Chứ đừng đăng số 51 để tí lại gửi cho em con 52 đi Anh ơi em không lấy 52 đâu lấy 51 Ná rất rẻ anh em có thể một tháng mua hai cái mình sưu tầm Thế là trong vòng một năm anh em có cả chục cái chơi Đấy nên các bác đừng nghĩ về 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 vấn đề là Xấu mới đẹp Anh em thích cái này thì mua Sang tháng hoặc là tuần nữa anh em thích cái nữa thì anh em lại mua cái nữa đúng không các bác <laughs> đấy là mình giới thiệu thế thôi anh em nào có nhu cầu cứ gọi điện hoặc nhắn tin địa chỉ ok hết gửi hết tận đâu cũng gửi mà mã số 48 cái bản này bản cao cấp hơn nó rất là dày đấy rất là dày và đẹp nữa đây là mình quay video thôi khi anh em nhé nhận nó bóng tứng như chỗ này này cái này do mình quay video quá nhiều rồi bao nhiêu tháng này mình quay rồi nó mài mòn ở phần dưới này nó không còn được bóng đẹp nữa khi anh em nhận hàng bóng tưng 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 luôn, bóng xoay gương được. Đấy, mã số 48 là 250. thép chất liệu inox chạy SIM -si. Đấy các bác thấy đẹp không? Còn những cái phụ kiện, ví dụ như là móc khóa này, nhẫn hít bi này, cái nhẫn hít bi này 10.000 cái này, cái móc khóa này của nó là 35.000 này. Đấy, còn dây thun là 12 000 đồng một bộ, dây đắt tiền nhất là 12 000 đồng, dây rẻ hơn thì là 10 000 đồng Còn đây là cái túi đựng ná, anh em mua cho mình một cái túi Đấy đi ô tô đi xe máy chúng ta cất vào cốp xe rất là gọn gàng Đấy, Rất là gọn gàng khi chúng ta không dùng nữa Thì chúng ta cất này rất là gọn Và bên trong này chúng ta đựng những cái bộ dây thun sơ cua Đấy, đựng vào đây thì chúng ta sẽ có một cái bộ thun sơ cua rất là đẹp Chúng ta đựng nó vào rất là gọn và bi Chúng ta đựng vào đây Hoặc là chúng ta mua thêm cái móc bi này nữa Chúng ta cũng đựng vào đây Khi nào chúng ta cần thì chúng ta móc Khi nào hết bi thì chúng ta lại thả ở đây nữa. Nó bi khác dính vào Nó là nam châm mà Nó khác dính vào Cái móc bi này 35.000 đồng Cái móc bi rất là đắt móc bi hít hít cường lực mà nó rất là khỏe đi cường lực các bác biết nó nó khỏe đến mức độ nào không đây này ui, thấy chưa đây này ui, thấy các bác để xa như này mà nó hút ầm ầm đấy thấy chưa để xa ối nó hút này hút khủng khiếp luôn nó cường lực mà. rồi quảng cáo thì đã xong anh em cảm thấy ok những sản phẩm nào thì nhớ là ủng hộ kênh À, ủng hộ shop rất cảm ơn các bác luôn đã xem video của shop xin chào và hẹn gặp lại anh em video lần sau chúc tất cả các bác mua bán vui vẻ thành công xin chào các bác hẹn gặp lại các bác video lần sau